Bây giờ anh có lại nhà cậu bảy em không? Anh phải lại chứ, em xin lại đừng. Ở đây cũng dưới, nó đủ mẹ à. Em làm rồi chứ. Ủa quá, bà dưới ở dưới Tần phải không? Không, Tần đâu à? Hả? Vậy á. Không mày bà cái đợt mà mừng Tần thất thứ bảy của bà đó á. Muốn bộ hen đi. Mình vừa quay hen mà cũng kinh.